Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn cách sử dụng cổng báo động vào ra và cổng audio vào ra cho camera IP của Hikvision. Cách sử dụng thì các bạn có thể thao tác tương tự trên đầu ghi. Ở đây thì tôi sẽ thực hiện đại diện trên camera. Trước hết về camera thì tôi sử dụng model là DS gạch ngang 2CD 2110 F IWS. Thì cái mẫu camera này là có hỗ trợ thẻ nhớ, có hỗ trợ wifi và đặc biệt là ký tự S ở cuối cùng là có hỗ trợ cổng báo động và cổng âm thanh. Thì trước hết là về cổng báo động thì nghĩa là vào cổng báo động vào ra nghĩa là camera có cho phép kết nối các cảm biến đầu vào, chẳng hạn như là cảm biến từ, cảm biến hồng ngoại và có phép đẩy tín hiệu ngõ ra dạng dơ le, ví dụ theo tiếp điểm NONC thì có thể đẩy ra được. Và ngoài ra thì còn cổng âm thanh, nghĩa là camera cho phép kết nối đến một cái mic rời, micro để thu tiếng rời để giám sát và nghe âm thanh từ xa, đồng thời là cho phép là đàm thoại âm thanh hai chiều, nghĩa là người từ xa có thể nói chuyện được, tức là nói tiếng từ xa và phát qua cái cổng audio out của camera. Thì trước hết tôi sẽ nói về cổng báo động trước. Đây là hai cái chân kết nối, hai cái jack kết nối là các bạn có thể thấy là alarm in out và audio in out. Thì về cổng alarm trước, alarm tức là cổng báo động trước, thì đây là một cảm biến từ tôi đã đầu nối sẵn và ở trên cảm biến từ thì là có hai cái dây tiếp điện. Hai dây tiếp điện sẽ đầu vào đây. Sau khi đầu nối tôi sẽ đợi nó vào. Đây là một bộ gọi là công tắc từ hoàn chỉnh. Tiếp điểm là gồm có hai dây đưa về camera. Thì đây là một cái jack. Jack này là được đi kèm với camera thì tôi đầu nối ở đây. Các bạn có thể thấy luôn. Đây, đầu theo đúng thứ tự này thì là alarm in, tôi đang đầu vào cổng alarm in. Chân 1, chân 2 là cổng alarm in. Là in và chữ G đó. Thì kết nối vào. Kết nối vào đây thì như thế này là camera đã được đầu nối để có thể nhận được cái tín hiệu gọi là alarm in. Cái tín hiệu alarm out thì thường nó sẽ ở dạng dơ le. Thì dơ le này thì có thể được sử dụng để điều khiển một thiết bị, chẳng hạn như là một cái còi, một cái đèn, hoặc là bạn có thể sử dụng tín hiệu đầu ra này để gửi về một cái tủ trung tâm báo động. Thì đây là tùy tùy cái ứng dụng của bạn. Thì ngoài ra này, nói một chút là về cái cổng alarm out thì có thể là bạn sử dụng khi chế độ khi camera phát hiện chuyển động hoặc là phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập thì có thể là đẩy cái tín hiệu này về khi các cái sự kiện này xảy ra thì ngõ ra báo động của camera sẽ được kích hoạt và nó sẽ đẩy tín hiệu ra ngoài. Chúng ta có thể sử dụng tín hiệu này cho nhiều việc, chẳng hạn như bật tắt đèn, bật còi báo động hoặc là gửi về trung tâm báo động. Đó là phần báo động. Còn tiếp theo là về phần âm thanh. Thì đây là một cái mic, gọi là mic siêu nhạy. Như các bạn thấy đây là có hai chân, có tổng cộng vào có ba chân, đó là chân chân signal tức là tín hiệu, chân nối mát và chân 12V. Thì ở đây tôi chỉ nấu đầu đại diện là chân tín hiệu và chân nối mát, còn chân nguồn thì là tôi không đấu nối. Tuy nhiên là khi nào sử dụng thì các bạn thì có thể cấp nguồn 12V cho cái mic này. Thì đây là có chân xích và chân GND. Tôi đã đầu nối sẵn, đưa về một cái jack nối. Ở đây là jack nối đi kèm theo camera luôn. Thì như các bạn thấy ở đây, đây là cổng audio, in và audio out. Tôi sẽ đầu vào đây. Theo đúng thứ tự các bạn có thể thấy đây, dây nâu là vào chân in và dây trắng nâu là vào chân mát. Thì khi đã đầu nối như này rồi thì cái camera này đã có thể thu được, tức là người dùng từ xa hoặc là đầu ghi hình đã có thể thu được cái
cái cả âm thanh và hình ảnh của camera này. Các bạn lưu ý một chút là cái để sử dụng, tức là nghe để nghe được tiếng và thu được tiếng thì cần phải chỉnh trong mục cài đặt của camera lên cái kiểu luồng dữ liệu là bao gồm là video hay audio chứ không phải là chỉ để audio. Còn ngoài ra thì có cái cổng audio out. Audio out ở đây thì các bạn có thể sử dụng để đưa ra, khi mà tương tác âm thanh hai chiều thì người dùng từ xa có thể nói và cái âm thanh sẽ được phát ra ở cái cổng out này. Thì cổng out này thường là nên được nối ra một cái amply và đưa ra loa. Trên đây là một số cái thông tin về cổng báo động và cổng âm thanh cho camera. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.